Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 1, trang 2, chính tả. Số 1. Điền vào chỗ trống A, L hoặc N. Tức là câu số 1 này các em điền vào chỗ trống ở đây âm L hoặc là âm N. Thì các em sẽ lựa suy nghĩ và chọn phù hợp. Thì các em thấy ở đây đầu tiên có hạ vần ơn, thì ở đây sẽ là hạ, hạ lệnh. Rồi tiếp theo có vần ốp bài, ộp bài, như vậy sẽ là nộp bài. Các em sẽ điền là âm n. Rồi tiếp theo hôm có vần ọ, thì như vậy các em sẽ điền là âm n. Hôm, hôm nọ. Rồi tiếp tục câu B là vần an hoặc an. Ở phía sau có là hoàng, như vậy các em sẽ điền là đàn, đàn hoàng, vần, vần an. Rồi tiếp theo nữa, ông sẽ là đàn ông, như vậy các em sẽ điền là vần, vần an. Rồi tiếp theo nữa, loáng thì sẽ là sáng loáng, sáng loáng, vần, vần an. Như vậy các em sẽ điền như sau. Hạ lệnh, hạ lệnh âm, âm l. Nộp bài, âm n. Hôm nọ, âm n. Rồi ở câu B, an hoặc an. Đàng hoàng, đàn ông, sáng loáng. Rồi tiếp tục câu số 2, viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau. Thì các em sẽ nhớ lại bảng chữ cái và các em sẽ điền vào những chữ còn thiếu ở trong bảng này. Thì ở đây đề bài có cho số thứ tự là từ 1 cho đến 10. Và chữ cái sẽ có 10 chữ cái và tên chữ cái. Thì các em thấy ở đây số 1, số thứ tự số 1 chữ cái A, tên chữ cái A. Thì tương tự như vậy ở câu số 2 các em thấy ở ô trống bên chữ cái A còn thiếu. Thì các em sẽ điền, các em suy nghĩ và điền. Chữ cái còn thiếu ở đây là chữ như thế nào thì các em sẽ điền vào. Tương tự sẽ là A, á, ớ, bờ, cờ, C, H, rồi G, D, E, E, E. Như vậy các em sẽ điền như sau. 1 A, A. Số 2 là chữ cái còn thiếu ở đây là ả. Số 3 là ở. Rồi số 4 là B. Số 5 C. 6 CH. CH là âm G. Rồi 7 là D. 8 D. 9 E. Và 10 10 E. Đó, như vậy thì các em nhìn vào bảng các em thấy còn thiếu khoảng ô trống nào thì các em suy nghĩ và các em sẽ điền vào và cho thích hợp. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.